nó nổi nè, cái gì nó nổi nè, cái gì nó nổi nè, ôi rồi cái gì nó nổi nè, ôi rồi ôi. Cái gì nó nổi nhỉ? What's poppin'? Yeah. Cái gì nó nổi nhỉ? What's poppin'? Yeah. Cái gì nó nổi nhỉ? What's poppin'? Yeah. Cái gì nó nổi nhỉ? Cái gì nó nổi nhỉ? Cái gì nó nổi nhỉ? Hình như số dư ở trong tài khoản tao. Cái gì nó nổi nhỉ? Email công trả những hợp đồng quảng cáo. Cái gì nó nổi nhỉ? Tao không biết nữa nhưng mà ting ting wait what? Cái gì nó nổi nhỉ? Ê, giữa căn phòng nhỏ cảm thấy hơi tê. Mắt tao hơi đỏ, đi lại hơi nhẹ. Có phải là do hơi say không nhỉ? Tao thấy mình trông không cái không về. Ay ay, what the fuck, tao rap cả nhắc mà nghe vẫn mượt mà lại còn gắt flow này. Đéo gọi là số mơ văn cao thì gọi là gì, tao cũng không chắc. Mấy thằng khôn vặt thôi đành chôn chặt ước mơ một ngày được vượt qua ta. Mày phóng ra dao như là Wowy, tao cũng chỉ nhắc nhỏ với mày là don't fuck with me. Nhâm nhi lấy vài ly whiskey, ay, nhìn người tốt ngày một ít đi. Ay, công việc của tao là thích nghi, ay, nghe theo lời dạy của Bruce Lee. Ay, be water, be formless and shapeless, stay humble and low key and try to be greatest, yeah.